Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Hoàng Gia Hân, học sinh lớp 1B, trường tiểu học Sa Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đây là cuốn truyện mình yêu thích nhất, có tên là Cô bé quàng khăn đỏ. Cô bé quàng khăn đỏ là một câu chuyện cổ tích nước ngoài kể về một cô bé và một con sói già độc ác. Vì mãi chơi nên không nghe lời mẹ, cô bé và bà đã bị sói ăn thịt. Câu chuyện khuyên các bạn phải nghe lời mẹ, không nên nghe lời người lạ. Đây là một trong những câu chuyện mà các bạn nhỏ trên thế giới yêu thích nhất. Ngày xưa, có một cô bé rất đáng yêu. Cô luôn quàng một chiếc khăn đỏ, nên mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, cô bé mang bánh đi biếu bà ngoài ở trong rừng sâu. Khi đi, mẹ đã dặn rồi rất cẩn thận, phải đi đường lớn, không nên nghe lời người lạ. Trên đường đi, cô bé cũng gặp một con sói. Cô bé quên mất lời mẹ dặn, liền kể với sói đừng đến nhà bà. Sói răng ác nhanh chóng nảy ra mưu kế, liền nói với cô bé: trong rừng mới nhiều hoa đẹp làm sao, cô bé hãy đi hái một bó để tặng bà đi, nhất định bà sẽ rất vui đấy. Cô bé còn khăn đỏ nghe theo lời sói, liền kể với sói đường đến cô bé quàng khăn đỏ. Nghe theo lời sói liền đi vào rừng hái hoa. Sói nhanh chân chạy đến nhà bà ngoại, nuốt chửng bà vào bụng rồi mặc quần áo của bà, nằm trên giường vừa đóng giả bà. Cô bé quàng khăn đỏ tung tăng ôm bó hoa, vừa bước vào nhà bà, vừa nói: bà ơi, cháu đến rồi. Cô bé chạy đến bên giường của bà, nhưng cô phát hiện hôm nay bà rất khác mọi ngày. Cô bé hỏi: bà ơi, sao tai bà to thế ạ? Sói giận giọng bà trả lời: để bà nghe tiếng cháu dễ hơn. Bà ơi, sao mắt bà to thế ạ? Cô bé lại hỏi: để bà nhìn cháu rõ hơn đấy. Con sói nói: bà ơi, sao miệng bà to thế ạ? Cô bé lại hỏi: để ta có thể ăn thịt nhà ngươi. Nói dứt lời, sói há miệng nuốt cô bé, sau đó nằm trên giường ngủ ngon lành. Tiếng gáy của nó vang vọng khắp khu rừng. Một bác thợ săn đi ngang qua nhà bà lão, nghe thấy tiếng gáy kỳ lạ bèn bước vào. Ái chà, là sói gian ác. Bác nhìn thấy cái bụng căng tròn của sói, nghi bụng nhất định sói đã ăn thịt bà lão. Bác liền cầm dao mổ bụng. Sau đó cứu được hai bà cháu ra. Bác nhét đá đầy bụng sói, sau đó khâu kín lại. Một lúc sau, sói tỉnh giấc, trông thấy bác thợ săn vác súng, liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Nhưng bụng đầy đá nặng quá nên chỉ chạy được vài bước đã ngã lăn ra đất chết. Hai bà cháu cảm ơn bác thợ săn đã cứu mạng,
Giờ này bạn ra mời bác cùng ăn. Nếu các bạn nào chưa có quyển truyện này, hãy đến trung tâm, hãy đến thư viện lớp 1B. Rất kính chào đón các bạn, đón tiếp các bạn.